Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Hot Yamaha XSR900 2023 chuẩn bị được ra mắt thị trường Việt Nam với phiên bản chính hãng. Hiện đã có nhiều thông tin tiết lộ về việc Yamaha Việt Nam sẵn sàng giới thiệu cái mẫu là XSR900 2023 trong vài ngày tới. Ngoại hình khác biệt hoàn toàn so với phiên bản hiện tại đang có mặt tại Việt Nam. Hãng Yamaha lần đầu tiên công bố XSR900 hoàn toàn mới tại Nhật Bản trong cái cuộc triển lãm xe máy ở Osaka, Tokyo và Nagoya được tổ chức vào hồi tháng 3 đến tháng 4 năm 2022. Sau gần 2 năm kể từ khi công bố trên thế giới, thì cuối cùng XSR900 2023 cũng được chuẩn bị phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Hình ảnh hé lộ về chiếc xe được đăng tải chính thức bởi cái kênh truyền thông chính thức của The Crescent. Mặc dù cái phần đèn pha tròn và hình dáng bình xăng thì vẫn giữ nguyên với cái mẫu là XSR900 tiêu chuẩn, nhưng thiết kế ở các chi tiết xung quanh như phần yên xe, đuôi xe được thay đổi đáng kể. Đồ họa lấy cảm hứng từ gam màu xanh Galaxy, Yamaha gọi là sự kết hợp gam màu này là Laser Blue. Ngoài ra còn rất nhiều trang bị độc đáo như phần cấp sau được kéo dài đi cùng hệ thống kiểm soát hành trình khác với MT09 tiêu chuẩn. Về cái động cơ trên cái chiếc Yamaha XSR900 2023 vẫn tận dụng cái dạng là Costain 3 xanh CB3 làm mát bằng nước, được tăng thêm sức mạnh bằng cách là mở rộng dung tích lên thành là 880cc. Cái công suất tăng thêm 4 HP ở ngưỡng tua lên thành là 119 HP, tại ngưỡng tua máy là 10.000 vòng trên phút, trăm km sáng cực đại là 93 Nm, tại ngưỡng tua máy là 7.000 vòng trên phút. Số vòng tua nhanh hơn 1.500 phút so với trước đây. Ngoài ra các trang bị như hệ thống ly hợp chống trượt mới nhẹ và hoạt động tốt hơn, hệ thống phanh sang số nhanh là quý sister 2 triệu được trang bị. Phanh là sự kết hợp của kẹp phanh dạng là hướng tâm đi cùng với phần đĩa kép cái đường kính là 298mm cho phía trước. Cái mâm hợp kim nhôm hoàn toàn mới, trọng lượng nhẹ hơn và được rèn với cái độ bền tuyệt vời. Chiều dài cơ sở dài hơn 65m so với cái chiếc MT09 2013, trong khi cấp sau thì bằng nhôm với cấu trúc cái dạng hộp, dài hơn 55m nếu so với cái chiếc XSR người tiền nhiệm. Cái đồng hồ dạng TFT 3.5 inch nhỏ nhưng rất dễ nhìn và dễ sử dụng, hiển thị rất nhiều thông tin và cài đặt khác nhau. Các trang bị hệ thống điện tử như cảm biến IMU60, kiểm soát kéo là TCS, kiểm soát là trượt SCS, kiểm soát hệ thống là phanh hành trình Cruise Control, hệ thống chống nâng bánh trước là LIF, kiểm soát phanh là BC cũng được cải tiến và chia sẻ từ các chiếc L1. Trước đây thì XSR900 từng có mức giá bán chính hãng ở Việt Nam là 320 triệu đồng. Tuy nhiên với một vài sự cải tiến khả năng cao thì giá của chiếc Yamaha XSR900 2023 sẽ nằm trong khoảng là từ 345 đến khoảng là 369 triệu đồng của người anh em của nó là MT09 và MT09SB 2023 ở Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi theo dõi cái sự kiện ra mắt chính thức và đặc biệt là giá bán Việt Nam chuẩn bị thông qua trong vài ngày tới nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này và chi tiết nhớ like, subscribe.